Trường Mầm non Hát Môn, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ được thành lập năm 1984 với quy mô là trường mầm non bán công. Năm 2009, trên cơ sở trường mầm non bán công chuyển đổi thành trường mầm non công lập tự chủ, trường nằm trên vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt với di tích quốc gia đặc biệt, đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng Anh Hùng. Cùng với sự phát triển của xã hội, của địa phương, những thiếu thốn vất vả ban đầu của nhà trường đã được khắc phục. Sau 34 năm kiên trì phấn đấu trưởng thành, trường Mầm non Hát Môn đã có một cơ ngơi khang trang. Trường có tổng số diện tích 4.975 m², diện tích sử dụng 6.788 m² trên 529 trẻ, đạt bình quân 12.8 m² trên một trẻ, đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 27, văn bản hợp nhất số 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tổng số 16 nhóm lớp, trong đó có 4 nhóm lớp 24 đến 36 tháng, 3 lớp 3 tuổi, 4 lớp 4 tuổi, 5 lớp 5 tuổi, với tổng số học sinh 529, bình quân 33 trẻ trên nhóm lớp. Triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020. Số lượng trẻ em trên các nhóm lớp đảm bảo theo quy định tại Điều 13, văn bản hợp nhất số 04 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có đầy đủ các phòng hiệu bộ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng hành chính, phòng y tế, phòng nhân viên và các phòng chức năng như phòng nghệ thuật. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường 51 đồng chí, giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó 19 đồng chí có trình độ đại học, 4 đồng chí có trình độ cao đẳng, còn lại là trình độ trung cấp. Đội ngũ nhân viên có 15 đồng chí, trong đó 7 đồng chí có trình độ cao đẳng, 6 đồng chí trình độ trung cấp, 2 đồng chí trình độ phổ thông trung học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường có phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi và phong cách đẹp, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng văn hóa, thân thiện, có biển tên, trang phục gọn gàng, lịch sự, thuận tiện trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục của nhà trường ngày càng được khẳng định. Tỷ lệ ăn bán trú đạt 100%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi giảm chỉ còn 1,94%, tỷ lệ đánh giá trẻ theo các lĩnh vực hàng năm đạt từ 90% trở lên. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn có ý thức nâng cao vai trò trách nhiệm của người giáo viên trong thời đại mới. Dù nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự say mê, lòng nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã tạo được sự tin cậy trong lòng dân, các bạn đồng nghiệp. Năm 2016, trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, được đoàn đánh giá ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đánh giá công tác kiểm định chất lượng của trường đạt cấp độ 3, được công nhận là cơ quan văn hóa. Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục Đào tạo Phúc Thọ, nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 08 thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong đó xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 là xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Nhà trường đã tổ chức hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học để triển khai kế hoạch tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và triển khai trong hội nghị họp phụ huynh học sinh về các nội dung của kế hoạch. Đặc biệt là việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đồng bộ 100% trên các nhóm lớp và trong toàn trường. Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 4099 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công văn hướng dẫn số 452 ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ, hướng dẫn hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 23 ngày 11 tháng 12 năm 2017, kế hoạch hội thi xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018 và triển khai đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Nội dung trọng tâm của hội thi là xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm thân thiện, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, sân vườn sinh thái, cây xanh bóng mát, cây ăn quả, vườn rau của bé, đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ. Khu vui chơi, khu thể chất, phòng thể chất, các phòng chức năng được sử dụng tập luyện trải nghiệm phù hợp theo điều kiện của trường. Nhà trường có hệ thống biển bảng, biển báo chỉ dẫn khoa học, phù hợp, tạo hình ảnh, phong cách ấn tượng riêng của trường. Xây dựng thực hành sử dụng môi trường giáo dục đáp ứng được yêu cầu các tiêu chí về môi trường giáo dục, ban hành kèm theo kế hoạch số 56 ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch triển khai, chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020. Công tác tham mưu tuyên truyền xã hội hóa đầu tư cho nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục cũng được nhà trường chú trọng.
trong các buổi họp phụ huynh, trong các giờ đón trả trẻ, thông qua bản tin tuyên truyền của nhà trường cũng như của các nhóm lớp, phụ huynh đã ủng hộ nhà trường nhiều giá kệ, bàn kỹ năng và sơn lại giá đồ chơi, sơn lốp, ghế kỹ năng, giá đề sản phẩm, các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả để làm phong phú thêm môi trường cho trẻ. Nhà trường xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm thân thiện, sáng xanh sạch đẹp, đạt 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, phân công cụ thể cho từng tổ chuyên môn để xây dựng khung cảnh sư phạm ngoài lớp học với các khu thiên nhiên, các tiểu cảnh đẹp phù hợp với trẻ. Giáo viên tận dụng các phế liệu tái chế cùng với trẻ trang trí tạo nên các đồ dùng, chậu cây để cho trẻ hoạt động và biết giữ gìn các sản phẩm do chính tay mình tạo ra. Trên sân cỏ, trẻ được thoải mái vui chơi chạy nhảy và được trải nghiệm sự khác nhau khi đi trên nền bê tông với sân cỏ. Nhà trường quy hoạch, thiết kế các khu vực ngoài trời phù hợp với điều kiện thực tế như khu vui chơi, khu thể chất, không gian sáng tạo, góc chơi cắt nước, vườn cây ăn quả, vườn rau, khu chăn nuôi các con vật. Tại khu vui chơi vận động, khu thể chất nhà trường đã quy hoạch sắp xếp các vị trí, các khu vực để tạo góc chơi cho trẻ phù hợp như cột bóng rổ có các loại bóng to nhỏ khác nhau để trẻ chơi ném bóng vào rổ, chơi thả bóng. Cổng chui được thiết kế bởi các lốp xe máy đã qua sử dụng ghép lại với nhau, tạo thành chiếc cổng chui. Ở đây, trẻ thể hiện sự khéo léo của mình để chui qua cổng mà không chạm vào cổng. Bức tường âm nhạc gồm các đồ dùng dụng cụ có thể phát ra các âm thanh khác nhau để trẻ chơi và cảm nhận. Đường đi của bóng, chơi với nước, bé xây tòa tháp với rất nhiều các đồ dùng dụng cụ có thể xây được tòa tháp như cốc, hộp sữa, cốc giấy đã qua sử dụng. Bé chơi sử dụng các kỹ năng thực hành cuộc sống như sử dụng bàn phím máy tính, kỹ năng sử dụng điện, kỹ năng đóng mở các loại khóa, then cửa. Thông qua khu vui chơi vận động, trẻ được tham gia các vận động thô, vận động tinh như đi lại, chạy nhảy, được rèn luyện các kỹ năng trong cuộc sống, từ đó giúp trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin hơn. Không gian sáng tạo của trường được xây dựng với diện tích 120m², có mái che, tường kín. Các gian cho trẻ hoạt động được ngăn cách bởi các vách kính như gian cho trẻ biểu diễn âm nhạc và thời trang. Với gian phòng này, các cô giáo, các bé đã tận dụng các nguyên vật liệu như vải, giấy, ni lông, báo để thiết kế được rất nhiều các trang phục cho trẻ biểu diễn thời trang. Tại đây, trẻ được tập thực hành các kỹ năng thực hành cuộc sống như trang điểm, thay đổi trang phục, lựa chọn các trang phục yêu thích để tập làm người mẫu nhí trình diễn thời trang. Có những trẻ sẽ được thỏa sức làm nhà tạo mẫu, thiết kế thời trang với các nguyên vật liệu rất gần gũi xung quanh trẻ như giấy vụn, vải vụn, báo, len, bìa cắt tông, phấn màu, các loại khăn lụa, áo dài của người lớn đã qua sử dụng. Gian bé vui sáng tạo với các loại màu và bút màu. Ở gian phòng này, các bé được tự do sáng tạo theo ý tưởng của mình trên các vách kính, được tô tượng hay vẽ tranh trên giá. Vẽ tranh cát, các sản phẩm do chính bàn tay các bé tạo ra được trưng bày tại phòng triển lãm tranh. Bên cạnh gian bé vui sáng tạo là khu thư viện của bé. Ở đây, các cô giáo đã sưu tầm các loại truyện tranh để cho trẻ được xem tranh truyện và thư giãn. Ngoài ra, không gian sáng tạo còn có góc vui chơi vận động có các băng chuyền bóng với các đường bóng xích sắc để các bé được vui chơi thả các quả bóng và quan sát xem đường đi của bóng như thế nào trong băng chuyền. Tại khu thí nghiệm, trẻ được học các thí nghiệm như sự biến đổi màu sắc từ các loại màu, đặc biệt là trẻ được học, được làm thí nghiệm sự phun trào của núi lửa từ nước, giấm, bột baking soda, phẩm màu, dầu ăn và viên xê sủi. Khu vui chơi với màu, trẻ được pha màu để tạo ra các màu mới và sử dụng các màu đó để tạo ra các sản phẩm tạo hình như thổi màu, tô tượng, nhuộm vải, vẽ các hình mình yêu thích lên các chai nhựa, thủy tinh hay các viên sỏi. Thông qua các hoạt động tại khu không gian sáng tạo, trẻ được thoải mái tham gia các hoạt động, thỏa sức sáng tạo và vui chơi theo sở thích riêng của mình, được giao lưu và học được các kỹ năng thực hành trong cuộc sống. Mỗi khi sáng tạo ra một sản phẩm, trẻ vô cùng sảng khoái, tự tin và hứng thú. Góc chơi với cát nước được nhà trường xây dựng và bố trí khoa học phù hợp để trẻ được vui chơi. Bể cát được xây dựng hình quả bầu xung quanh, được giải sỏi để trẻ được chơi với sỏi, như xếp các hình bằng sỏi, trải nghiệm đi trên sỏi, ở giữa là cát để trẻ chơi, xúc cát, chở cát, in hình trên cát. Bể nước được xây theo hình bông hoa có nhiều loại đồ dùng cho trẻ trải nghiệm như câu cá, vật chìm, vật nổi. Nhà trường dành nhiều diện tích để xây dựng vườn rau, vườn cây của bé. Đây là khu vực trẻ rất yêu thích mỗi khi hoạt động ngoài trời. Trong khu vườn có các con đường để trẻ dễ dàng đi lại, nhìn ngắm và chăm sóc cây. Mỗi con đường lại có một cách trang trí khác nhau giúp trẻ học như các loại hình,
sắp xếp theo quy tắc, trải sỏi để trẻ em cảm nhận. Các loại rau được trồng xen kẽ nối vụ, đảm bảo được 50% rau sạch cho trẻ ăn hàng ngày. Ở vườn rau, trẻ được trải nghiệm tự mình làm đất gieo hạt cùng các cô nuôi, tưới nước và quan sát sự nảy mầm phát triển của cây. Đặc biệt, trẻ được cùng các cô thu hoạch các loại rau mà chính tay mình cùng cô làm ra và được các cô nhà bếp chế biến thành các món canh ngon cho trẻ ăn. Vườn cây ăn quả với nhiều loại cây như bưởi, cam, táo, ổi, xoài, khế, bơ giúp giáo viên có thể tận dụng môi trường thực tế để dạy trẻ, như các bé 3 tuổi tìm hiểu về một số loại rau, loại cây đã học để trẻ được quan sát, sờ và cảm nhận, hay hướng dẫn các bé 5 tuổi cách chăm sóc vườn rau, vườn cây, trẻ bắt sâu, nhổ cỏ và tưới cây. Ngoài ra, nhà trường còn dành diện tích tại khu sân chơi để làm vườn hoa cây cảnh cho trẻ chơi. Lối đi giữa các bồn hoa được trải cỏ nhân tạo đẹp, an toàn cho trẻ trong hoạt động. Khu chăn nuôi các con vật được bố trí ở con đường phía cuối vườn cây. Trong khu, các cô giáo đã lựa chọn nuôi các con vật gần gũi, dễ thương, hiền lành cho trẻ quan sát, khám phá đặc điểm của các con vật như thỏ, gà, đồng thời trẻ được trải nghiệm việc chăm sóc các con vật. Đồ chơi ngoài trời đa dạng, được sắp xếp bố trí khoa học thành một khu, đảm bảo thẩm mỹ, đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng. Ở mỗi khu vực đều có hệ thống chỉ dẫn các vị trí, khu vực chơi khoa học phù hợp. Nhà trường đã thiết kế và xây dựng môi trường sáng tạo, độc đáo ấn tượng, tạo nên phong cách riêng của nhà trường và hướng đến lấy trẻ làm trung tâm. Trong khu vực sân chơi có các gian hàng chợ quê, tái hiện lại cảnh chợ quê của vùng đồng bằng Bắc Bộ, giúp trẻ được trải nghiệm việc mua bán, trao đổi với các bạn, các cô giáo trong trường, với ông bà bố mẹ và các anh chị. Phòng nghệ thuật của trường rộng 80m², với sự đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng phương tiện hiện đại, đủ cho các bé hoạt động. Có nội quy, lịch hoạt động đáp ứng việc tổ chức các hoạt động âm nhạc trong chương trình giáo dục mầm non. Tại phòng nghệ thuật, trẻ được học hát, múa, nghe cô hát các giai điệu của bài hát, các làn điệu dân ca. Thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường trong lớp học. Với không gian các phòng học rộng rãi, sân chơi thoáng mát, được trang bị điều hòa hai chiều, các phòng nhóm lớp và các góc chơi sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ khoa học, hợp lý, linh hoạt, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho trẻ và giáo viên sử dụng. Trang trí phòng lớp màu sắc trang nhã, thân thiện, phù hợp lứa tuổi, chiều cao phù hợp tầm nhìn của trẻ, sử dụng chính các sản phẩm của trẻ để trang trí lớp. Các cô giáo vận động phụ huynh sơn lại các giá kệ cho trẻ màu trắng để làm nổi bật các đồ dùng bày trên giá, sử dụng nhiều khay để các bài tập cho trẻ thực hiện. Trong tất cả các nhóm lớp, giáo viên đã tận dụng các nguyên vật liệu để làm đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động. Các bài tập cho trẻ thực hiện trong các hoạt động được giáo viên thay đổi hàng tuần, hàng tháng, phong phú, đa dạng, đã giúp trẻ chơi một cách say mê, sáng tạo và hứng thú kích thích sự phát triển của trẻ. Sử dụng sản phẩm của cô và trẻ sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng các góc hoạt động trong nhóm lớp. Trong lớp học, hoạt động góc là hoạt động chủ đạo, do đó để lớp học thêm lôi cuốn cần tạo nên một môi trường lớp học với những màu sắc sinh động, những nhân vật ngộ nghĩnh. Môi trường có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi. Thế giới của trẻ được thu nhỏ vào các góc chơi, vai chơi quen thuộc với cuộc sống thực hàng ngày, phản ánh kinh nghiệm, văn hóa của địa phương, luôn thay đổi để tạo ra sự hấp dẫn, mới lạ đối với trẻ. Từ các góc chơi, trẻ được lựa chọn các góc chơi theo ý muốn, được thể hiện vai chơi, thể hiện cảm xúc của mình khi được đóng vai vào các hình ảnh chân thật của cuộc sống hàng ngày. Giáo viên đã tận dụng các sản phẩm của cô và trẻ để xây dựng các góc hoạt động trong nhóm lớp, giúp trẻ hứng thú và biết trân trọng, giữ gìn các sản phẩm của mình. Trong tất cả các nhóm lớp đều có hệ thống chỉ dẫn bằng ký hiệu khoa học phù hợp với trẻ, các khu vực trong nhóm lớp như tên góc kèm theo hình ảnh, ký hiệu cấm sờ vào ổ điện, ký hiệu nhà vệ sinh bên nam bên nữ, ký hiệu bàn chân để trẻ biết hướng đi từ ghế kỹ năng đến chỗ cất xếp và đi vào lớp. Nhà trường đã tạo được không khí giao tiếp tích cực, vui tươi giữa cô và trẻ, gần gũi yêu thương trẻ trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Đến trường, trẻ luôn được học, được chơi, được khẳng định bản thân, được khuyến khích tham gia các hoạt động trên tinh thần hợp tác, tôn trọng, chia sẻ và thân thiện để cùng phát triển. Trong quá trình hoạt động, trẻ được sử dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả phương tiện đồ dùng, đồ chơi trong lớp. Từ đó, trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin tích cực tham gia các hoạt động, có nền nếp tốt, kiến thức, kỹ năng theo kết quả mong đợi của độ tuổi. Tất cả các bạn gì ạ?
các con? Con Con gì đây? Con và con gì đây nhỉ? Con và cả con gì nữa đây? Con chúng mình nhìn thấy con gà thì nó ăn gì nhỉ các con? Ngô. Ăn ngô với ăn thóc phải không? Và ở nhà chúng mình cũng nuôi và cũng ăn ngô ăn thóc và ăn cơm đấy phải không nhỉ? Và chúng mình nhìn thế nào? Đứa con gà là ăn ngô thóc và con thỏ thì nó ăn gì nhỉ các con? Các con thấy cây bưởi này có đẹp không? Có. À, cây bưởi này nó đang ra gì đấy nhỉ? Hoa. À, chúng tôi thấy cây bưởi mùa xuân này rất là nhiều gì nhỉ? Hoa. À, hoa này, gì đấy nữa nào? Cà. À, thế còn đây là cái gì nào? Cà. Các con nhìn xem hoa xong kết quả ra quả bưởi đây. Chúng mình nhìn thấy quả bưởi con chưa? À, và để cây bưởi nó tốt được thì hàng ngày chúng mình phải làm gì nhỉ? Có thể nói, việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm thực sự cần thiết và rất quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ. Thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Một môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, có sự bố trí khu vực vui chơi và học trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện, có ý nghĩa không chỉ đối với sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Xây dựng tốt môi trường giáo dục trong trường mầm non còn là phương tiện, điều kiện để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ mầm non vào học lớp 1 trường tiểu học. Thông qua hội thi, trường mầm non Hóc Môn mong muốn tạo được một môi trường lấy trẻ làm trung tâm, mọi hoạt động đều hướng về trẻ nhằm giúp cho trẻ mạnh dạn, hồn nhiên và tự tin tích cực tham gia các hoạt động. Trẻ có rất nhiều cách để học và cách để trẻ học một cách có hiệu quả nhất đó là việc thông qua các hoạt động trẻ được tham gia và trải nghiệm hàng ngày, giúp trẻ có nền nếp tốt, kiến thức, kỹ năng theo kết quả mong đợi của từng độ tuổi. Trường mầm non Hóc Môn đã tận dụng các mối quan hệ giữa cô và trẻ, giữa trẻ và trẻ, giữa gia đình nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non để nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển một cách tốt nhất có thể. Và cũng thông qua hội thi này, trường mầm non Hóc Môn mong muốn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của các trường bạn trong thành phố để cán bộ và giáo viên nhà trường sẽ có thêm nhiều những kinh nghiệm hay giúp cho việc xây dựng môi trường hoạt động của trẻ ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn. Trường mầm non Hóc Môn mong muốn được tiếp thu các ý kiến góp ý của ban giám khảo, cấp trên và các bạn đồng nghiệp để nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.